Vâng, tín hiện chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video trong buổi tối nay, em lên anh luôn cho bác một số sản phẩm bên em vừa về luôn. Đấy, hôm nay thì rất nhiều là sản phẩm mới cực kỳ là hữu ích và giá được cực kỳ tốt gửi các bác nhá. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh đó cho em sản phẩm rồi video mới nhất của em. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay. Các bác lưu ý là bên em ra hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thanh toán nên là các bác cứ yên tâm mua hàng nhá, các bác thoải mái mua hàng. Đấy, rất là nhiều sản phẩm mới nhá, các bác cùng đón xem. Cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay thì em lên luôn cho bác là cái lô thuốc xịt chuột này. Đấy, lô này là cái dòng thuốc xịt chuột nhá. Đấy, con này thì nó là dòng thuốc xịt đuổi chuột, tác dụng của nó là xịt đuổi chuột nhá. Đấy, thành phần thì của nó là toàn những cái thành phần tự nhiên thôi, ví dụ như là long não với lại tinh dầu quế các thứ này, toàn những cái thành phần tự nhiên sinh học nhá, nên là có yên tâm là không có ảnh hưởng gì đến con người hay là động vật các thứ cả, nên là các bác cứ yên tâm mua thôi. Đấy, rất là an toàn, thuốc sinh học mà. Đấy, dòng này chuyên để đuổi chuột, xịt đuổi chuột nhá. Đấy, xịt đuổi chuột. Cái dòng xịt đuổi chuột này thì bên em đang bán giá là 30k một lọ này các bác nhá. Đấy, 30k một lọ này. Một lọ này của nó là 100ml nhá. Đấy, 100ml. Hàng này về rất dễ dàng dụng thôi, các bác cứ thế các bác xịt thôi các nhá. Cứ thế các bác xịt thôi. Đấy, cứ thế các bác xịt, rất là dễ dàng dụng luôn. Đấy, xịt đuổi chuột nhá. Giá là 30k một lọ này. Đó, rất là ngon này cái nào luôn nhá. Toàn thành phần tự nhiên thôi nhá. Các bác lấy 5 lọ trở lên. Đấy, các bác lưu ý là lấy 5 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó, lấy 5 lọ trở lên này, 2, 4, 5, lấy 5 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship, còn mua lẻ một lọ là 30k nhá. Đấy, mua lẻ một lọ là 30k. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô dòng sản phẩm là cái lô bình nhiệt giữ nhiệt của Mỹ này. Đấy, tiếp tục về cái lô dòng bình giữ nhiệt của Mỹ, đợt này lâu lắm hàng lại về này. Đó, dòng bình giữ nhiệt của Mỹ nhá. Màu côn độ rất đẹp luôn này. Đó, made in USA nhá, American for education này. Đó, rất là xịn sò ngon lành luôn. Đây, nó thương hiệu này, nó dập chìm luôn trên thân nhá, rất là ngon lành xịn sò trong chiếc bình như này. Bình thì của nó chất liệu là inox 304 nhá, hàng inox hai lớp giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Giữ lạnh lên đến 24 tiếng, giữ nóng 24 tiếng này. Đấy, giữ nóng giữ lạnh ok luôn nhá. Dùng được các bác pha trà, được các bác đi du lịch đi chơi. Đấy, chất liệu là inox 304. Giữ nóng 24 tiếng, giữ lạnh 24 tiếng nhá. Inox hai lớp rất dày. Ở đây là một cái nắp này. Cái nắp này có thể là vừa làm nắp vừa làm cốc này. Đó, đây có chữ Su 304 này. Đấy, vừa làm nắp vừa làm cốc nhá. Rồi bên trong này một nắp nữa này, rất là cẩn thận nhá. Đây một nắp nữa này. Rồi ngoài ra là một cái lọc lưới này. Đấy, cái lọc lưới để vì khi các bác có dùng pha trà, pha lá các thứ các bác pha đây, các bác khi bác rót ra nó không bị ra nhá. Đó, có một cái lọc lưới đây luôn nhá, rất là tiện dụng luôn. Xịn sò ngon lành, chất lượng nhá. Hàng hai nắp ngon lành luôn nhá. Đấy, một nắp trong này. Đấy, một nắp trong này. Một nắp ngoài luôn này, các bác nhìn cái nắp nó này. Đấy, nó thiết kế từ cái nắp, nắp trong, nắp ngoài các thứ nó làm nó rất là cẩn thận luôn nhé. Nói chung là cực kỳ xịn sò ngon lành luôn. Đây là phần tay cầm tay sách này. Đấy, dây sách dây da luôn nhá. Đó, dây da luôn. Rồi, con này chiều cao của nó khoảng tầm là 20. Nó khoảng tầm chiều cao khoảng tầm 30 nhá. Đấy, chiều cao khoảng tầm 30 này. Chiều cao khoảng tầm 30. Dung tích của nó là 1 lít rưỡi nhá. Đấy, dung tích là 1 lít rưỡi đây. Đó, dung tích là 1 lít rưỡi. Hàng của Mỹ nhá, made in USA. Đó, thì các bác lên luôn mã cho là con sản phẩm là cái bình nhiệt Mỹ đi. Đấy, bình nhiệt Mỹ 1 lít rưỡi nhá. Đó, bình nhiệt Mỹ 1 lít rưỡi. Bình nhiệt Mỹ này. Bình nhiệt Mỹ 1,5 lít cô nhá, 1,5 lít. Con này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Bữa trước đang giá là 280k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn. 260.000 một con. Bao ship đến tận nhà nhá. Đấy, 260.000 cho con bình nhiệt Mỹ này. Bao ship đến tận nhà, hàng rất là xịn sò ngon lành gửi đến các bác luôn nhá. Đó, hàng rất chất lượng luôn. Hàng bảo hành nhá, lỗi một đổi một nhá nếu mà vấn đề gì. Đấy, made in USA, chữ dập chìm trên thân, cực kỳ ngon xịn sò các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về một cái dòng sản phẩm rất là mới và rất là lạ. Đó là cái dòng sản phẩm là cái túi gừng để các bác ngâm chân nhá. Đấy, một cái dòng sản phẩm túi gừng ngâm chân, dòng này của sản phẩm sức khỏe của Nhật với nhá. Đấy, hàng này của nó thì một túi này của nó là đi một túi này của nó là 100 gói nhá. Đấy, một túi này của nó là 100 gói này. Đây em đã bóc sẵn như này. Đó đây, một túi của nó 100 gói, dạng này của nó là dạng gừng nó nghiền đây các bác nhá, nghiền thành bột để chuyên cho bác ngâm chân. Đấy, chuyên để các bác ngâm chân. Ngâm chân của gừng này thì tác dụng của nó rất là nhiều luôn. Đấy, lưu thông tuần hoàn máu. Đấy, rồi là giữ ấm cho chân các bác nhá. Đấy, giữ ấm cho chân. Đấy, rồi là trong cái mùa đông của cái miền Bắc này, các bác dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn. Nói chung là người già trẻ em, người lớn đều dùng được luôn. Đấy, rồi là các kiểu, nói chung là các bác dùng rất là tốt. Riêng cái dòng gừng này các bác ngâm chân, mỗi lần thì các bác dùng thì nó rất là đơn giản thôi. Các bác cứ xé ra cho em khoảng tầm 2 đến 3 gói, tùy theo cái lượng nước các bác muốn ngâm.
Đấy, các bác ngâm ít nước thì bác dùng một gói thôi. Còn bác nào mà ngâm nhiều, nhiều nước hoặc là nhiều người ngâm cùng thì các bác cho em nhiều vào, khoảng tầm 2-3 gói một lần. Đó, thì các bác cứ xé từng gói này một ra này. Các bác xé từng gói nhỏ một ra. Đấy, xé từng gói nhỏ một ra. Và các bác thả vào. Đấy, các bác đun nước sôi lên cho em và các bác thả vào. Đấy, thả bỏ trực tiếp vào trong cái chậu nước các bác muốn ngâm chân đấy. Đấy, thả trực tiếp vào đây. Nó tự động nó tỏa ra nhá, để các bác chuyên để ngâm chân. Đó, chuyên để ngâm chân. Dòng này của nó là một túi to này của nó là đi 100 gói nhá. Đấy, một túi to này của nó 100 gói này. Đó thì các bác lên mã trên là cái con sản phẩm là cái túi gừng ngâm chân này. Đó, bên em bán cả túi như này nhá. Bán cả túi này thì là 100k một túi nhá. Đấy, bán cả túi là 100k một túi. Đó thì các bác lên mã cho là cái con sản phẩm là gừng ngâm chân nhá. Giá này thì là 100k một sản phẩm nhá. Đấy, 100k một cái túi này và không bao ship nhá. Các bác lưu ý là sản phẩm này không bao ship. Đó, giá của nó cực rẻ rồi. Một cái túi này của nó 100 túi cơ, không phải ít đâu các bác nhá. Đấy, 100 túi cơ. Đấy thì các bác ngâm thoải mái luôn. Đó, 100k không bao ship các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng dép trong nhà này, dép đi trong nhà nhá. Dép này thì chuyên để cho bác đi trong nhà thôi. Đó, dạng này của nó là dạng bông nỉ nhá, dạng bông nỉ, đế là đế xốp. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng, các bác đi trong nhà rất thích hợp rồi. Bác nào mà nhà to, nhà rộng, đấy, để giữ sạch sẽ nhà cửa thì các bác nên mua cái dòng sản phẩm này. Đấy, khách khứa có thứ vào, đấy, bảo khách khứa là bỏ giày dép ở ngoài, đi cái đôi dép này vào, nó rất là, thứ nhất là sang trọng lịch sự, mà thứ hai là nó sạch sẽ nhá. Đấy, và thứ ba là nó ấm áp chân tay các thứ ra, rất là ngon, xịn sò và nó rất là nhẹ nhàng thôi coi nhá. Đấy, giá thì cực kỳ phải chăng. Bên em đang bán một cái đôi dép đi trong nhà này, giá của nó là đi 40k nhá. Hàng này của nó là không có sai, các bác lưu ý là hàng này không có sai, hàng là hàng free size nhá. Đấy, hàng free size thôi. Bên em giao ngẫu nhiên, nói chung là trẻ em, người lớn, người già đi được hết mà. Vì già hàng dép đi trong nhà thôi nên là nó phù hợp coi nhá, nó phù hợp. Nó không phải đi lại nhiều nên là nó không cần, không quan trọng size số nhá. Đấy, giá thì hiện tại bên em đang bán một cái đôi dép đi trong nhà này, giá chỉ có 40.000 một đôi thôi. Đấy, nếu mà các bác mua một đôi này thì đi không biết đến bao giờ hỏng luôn. Đế của nó dạng đế xốp nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, rồi dạng bông nỉ này, đi rất là ấm áp chân luôn nhá. Đấy, sạch sẽ, ngon lành, lịch sự. Đấy, giá là 40.000 một đôi này nhá, 40.000 một đôi như này. Còn các bác mua là 5 đôi trở lên. Đấy, mua 5 đôi trở lên như này thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó, 5 đôi trở lên. Đấy, một đôi dép nó rất đẹp nhá. Nhìn rất là thích coi nhá, nhìn rất đẹp luôn, đi rất là vừa vặn, chắc chắn và ngon lành nhá. Giá là 40.000 một đôi, còn các bác lấy 5 đôi trở lên thì bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái củ chia nước này. Hàng này thì chất liệu của nó là inox 304 nhá. Đấy, chất liệu là inox 304, hàng cực kỳ là dày, rất là chắn luôn. Đó, dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm củ chia nước đó nhá. Đấy, dòng sản phẩm củ chia nước inox 304 đây. Đó, một con củ chia nhá, hàng rất là dày, có nhìn này. Thứ inox của nó cực kỳ dày nhá. Hàng này của nó thì sẽ có một đường vào, hai đường ra, gen toàn bộ là gen 21 nhá, gen toàn bộ gen 21. Ở đây thì nó sẽ tích hợp là một cái khóa như này để khi mà các bác dùng. Đó, các bác dùng thì các bác khóa. Đó, các bác ví dụ các bác có sửa chữa đường nước ấy thì các bác đóng khóa vào, còn không dùng các bác lại đóng vẫn được. Và là lúc nào dùng các bác mở ra. Dạng này của nó bên trong là van đồng luôn nhá. Đấy, van đồng các bác nhìn kỹ thì các bác nhìn thấy soi là sáng bóng này, nhìn em nhìn qua máy quay thì hơi khó nhìn. Đó, dạng van đồng gen 21 nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác mua về chế cháo, chia nước, chia nồi các thứ rất tiện luôn. Giá của nó cực kỳ bình dân luôn nhá. Đó, giá cực kỳ bình dân. Các bác lên mã luôn cho em là con sản phẩm là củ chia nước 304 nhá. Đấy, củ chia nước này. Đó, củ chia. Củ chia nước nhá. Đấy, củ chia nước. Củ chia nước này thì bữa trước đang bán giá là 80k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. 50k một củ nhá. Đấy, 50k cho một cái sản phẩm củ chia nước này. Đấy, giá cực kỳ tốt, gửi đến các bác có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái vòi nước V21 này. Đấy, vòi nước V21 nhá. Vòi V21. Đấy, vòi V21 chất liệu là inox 304 nhá. Đó, inox 304 đây. Một cái bộ vòi của nó đây nhá. Vòi này thì các bác dùng về đóng ngắt, rồi các bác mua về lắp đặt đường nước các thứ nhà mình, chuyên dùng để đóng ngắt lắp đặt. Đấy, các bác lắp đặt mọi vị trí luôn nhá. Gen là gen 21 rồi. Gen này cực kỳ dày dẫn chắn nhá. Đấy, khóa đóng rất là êm ái, ngon lành cành đào luôn. Đấy, đây. Inox 304 rất xịn sò, giá cả thì cực kỳ phải chăng luôn. Đấy, các bác lên mã luôn cho là con sản phẩm là vòi V1. Con này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn, giá chỉ có 60k một con thôi. Đấy, 60.000 cho một con vòi V1 như này. Các bác lấy 5 cái trở lên là bao ship. Đấy, 5 cái trở lên. 5 cái trở lên nhá là bao ship. Đó, còn các bác mua nguyên một cái này thì là 60k không bao ship nhá. Đấy, các bác lưu ý, hôm nay thì em nhắc rõ lại vấn đề về bao ship và không bao ship, không có rất là nhiều bác thắc mắc. Đấy, 60k một con không bao ship với nhá. Inox 304 này, có cả chữ 304 này. Phần này có một cái chụp như này. Đấy, cái chụp này các bác có thể tháo ra, các bác chế cháo những cái gen của mình vào.
Còn không thì các bác lắp cái chụp này vào để nhìn nó thẩm mỹ. Cái chụp này nó cũng rất là tác dụng. Nhiều khi mà các bác lắp những cái chụp sân vườn ấy, các bác lắp vào đây để nối với cái vòi ống nước nhà mình ấy, để các bác tưới cây nó rất là ngon này. Đây là cái phần đầu nối này, cái khẩu nối luôn nhá. Đấy, giá chỉ có 60k một con thôi, và nước inox về mua. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng đèn này, đèn tích điện này. Đấy, đèn tích điện hay còn gọi là đèn tròn. Đấy, các bác cứ lên mã luôn cho em là con sản phẩm là cái con đèn tròn nhá. Đấy, đèn tròn. Đèn tròn này thì hiện tại bên em đang bán giá là 110k một quả, bao ship tận nhà thôi nhá. Đấy, 110k một quả, bao ship tận nhà. Đó đây. Hàng này của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Dòng này của nó là dòng bóng đèn tích điện nhá. Kiêm với lại điều khiển từ xa và sạc bằng năng lượng mặt trời. Ngoài ra thì các bác có thể là sạc bằng đây tổng quan em đèn đây nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó, các bác có thể là dùng để các bác móc đeo này, rồi là tay điều khiển này. Đấy, tay điều khiển từ xa nhá. Đó, và một cái củ sạc như này. Về thì các bác cắm sạc vào. Đấy, cắm sạc vào ở đây thì các bác sạc trực tiếp điện 220 cho em. Đó, sạc trực tiếp điện 220. Còn không thì các bác mang ra phơi nắng để sạc bằng năng lượng mặt trời. Ở đây nó có một cái giải sạc bằng năng lượng mặt trời này, cái giải pin này. Đấy, giải pin ở đây. Và đây là cái điều khiển này. Cái điều khiển này đây có một cái xe pin nhá. Về các bác rút ra cho em, rút ra. Đó, và các bác bật tắt ở đây thôi. Đấy, on này, off này, on này, off này. Đèn cực kỳ sáng nhá, mình nhìn này, đèn rất sáng luôn nhá. Đấy, và các chế độ. Đấy, chế độ mod 1 này, mod 2 này, mod 3 này. Đấy, và SOS nháy cảnh báo này. Đấy, và off này, tắt đi này, bật lên này. Đấy, rất là sáng nhá. Nói chung là con này các bác thích hợp mang đi du lịch, cắm trại, rồi là các bác đi chợ bán hàng các thứ ra. Nói chung là nó dùng rất là tiện luôn. Đấy, dùng rất là tiện luôn nhá. Đèn này cực kỳ sáng và rất là tiện dụng, nó nhẹ nhàng. Mang đi mang lại nó rất là tiện và có điều khiển nhá. Các bác có thể điều khiển từ xa luôn, rất là tiện dụng. Rồi, các bác lên luôn mã cho nó con sản phẩm là cái con đèn tròn nhá. Đấy, combo đèn tròn đầy đủ pin sạc đó, rồi là điều khiển các thứ ra. Giá chỉ có 110k một con thôi, bao ship tận nhà. Giá cực tốt gửi các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em tiếp tục về cái lô set đũa thìa 12 món này của Nhật này. Đấy, một set đũa thìa 12 món của Nhật nhá. Dòng này thì nó sẽ có là đi 1 2 3 4 5 6, 6 đôi đũa nhá, và 6 chiếc thìa inox 304 luôn. Hàng cực kỳ xịn sò và ngon này. Dòng này thì bán quá nhiều rồi, các bác dùng phản hồi cực kỳ tốt nhá. Thì rất là dày và đũa thì cực kỳ chắc chắn và gắp không bị trơn trượt nhá. Đấy, đũa inox nhưng mà nó làm chống trơn trượt rất là ngon, xịn sò đây. Một chiếc thìa nó đây. Đấy, inox 304, hàng rất là dày nhá. Đây, su 304 này. Đây, em chỉ cần gõ hai chiếc vào nhau các bác biết là cái độ dày của nó như nào, rất là dày luôn. Đấy, cực kỳ dày rất chắc chắn nhá. Đấy là về cái dòng thìa. Còn đũa của nó đây nhá. Đây đũa của nó đây. Đó, đôi đũa này nhá. Đũa inox 304 nhá. Đầu đũa nhá, có phần chống trơn trượt nhá, các bác gắp vô tư ngon lành luôn và rất là sạch sẽ. Nói chung là cái dòng đũa inox này thì các bác dùng thì yên tâm rồi. Đấy, dùng thì yên tâm là không lo nấm mốc các thứ rồi. Em cũng nói luôn là đũa đã gọi là đũa inox và thìa inox thì đương nhiên là chất liệu của nó là bằng inox rồi. Rất là nhiều bác hỏi là bảo là nó bằng cái gì, nó làm bằng cái gì. Thì đương nhiên là đũa thìa inox thì nó phải là bằng inox rồi các bác ạ. Đấy. Rồi em sẽ đi báo giá luôn. Đó, các bác lên mã luôn cho em là cái bộ set thìa đũa thìa 12 món này. Đấy, set đũa thìa 12. Giá thì bữa trước đang bán là 150k. Hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn. 80k một con. Đấy, 80k một con bộ set đũa thìa 12 món này. Các bác thấy giá có sập sàn không? Đấy, giá gọi là giá cực kỳ ưu đãi nhá. Các bác nhìn này. Thớ thìa thớ đũa này, cực kỳ dày nhá, rất là đẹp, sang xịn mịn luôn. Đấy, set đũa thìa 12 món nhá. Giá là 150k, giảm còn có 80.000 một bộ được các bác nhá. Đấy, 80k một bộ. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng bếp từ của thương hiệu Philips này. Đấy, dòng này của nó là dòng đến từ anh hàng xóm Thái Lan nhá. Đấy, made in Thái Lan. Đó. Công suất của nó là 2500W. Dòng này thì nói chung là quá xịn sò rồi cho mấy con bếp từ này. Hàng thì là hàng nguyên hộp nhá, hàng mới khui nguyên hộp luôn, chưa qua sử dụng nhá. Giá này cực kỳ ưu đãi luôn, riêng giá này thì bao giá thị trường. Đấy, bao giá thị trường, các bác cứ thoải mái mua luôn. Đợt này cuối năm này các bác sắm Tết nhất đi, bên em hỗ trợ giá các bác rất là tốt, nên là các bác cứ yên tâm mua nhá. Đây, hàng của Thái Lan, giấy tờ đầy đủ đây. Hàng chuẩn Thái luôn nhá, vẫn còn giấy tờ này. Đó, rất xịn nha các bác nhá, cực kỳ xịn luôn, vẫn còn nguyên chữ Thái này. Đấy, bản này bản của Thái nhá. Riêng bản của Thái này các bác dùng yên tâm thôi. Đấy, không có vấn đề gì phải chê trách cả. Mặt kính cường lực coi nhá, sáng bóng luôn. Đó, đây. Các chế độ này, các cấp độ và các kiểu luôn này. Nấu súp rồi là nướng lẩu rồi là các kiểu luôn. Đó, hầm hiếc các thứ luôn nhá. Hiển thị số điện tử luôn coi nhá. Tăng giảm này toàn bộ là bằng cảm ứng luôn nhá. Thao tác là bằng cảm ứng luôn, không cần phải bấm miếc gì. Một chạm luôn coi nhá, một chạm luôn. Dây giếc rất là ngon lành luôn này. Đấy, dây nguồn ra này. Đây,
Công suất của nó thì là 2200W nhá. Đấy là cái công suất tối thiểu, còn công suất thực tế của nó phải đến 2500W cơ. Đó, và điện áp nó sử dụng là điện 220V nên là các bác về dùng điện 220V thoải mái. Đó, đây là tổng quan một con bếp của nó đây, bếp từ Philips này. Đó, và ở đây thì đi kèm thêm thì bên nhà sản xuất sẽ cung cấp cho chúng ta là một chiếc nồi nữa. Đấy, một chiếc nồi đi kèm. Ngoài ra thì các bác có thể là dùng nồi khác cũng được, nhưng mà nó sẽ có đi kèm, tặng kèm thêm cho mình là một cái bộ nồi như này nữa. Đấy, một cái bộ nồi như này luôn, rất là ngon lành. Đấy, một cái combo hàng rất xịn sò luôn nhá. Sẽ gồm có là một bếp từ và một cái nồi như này. Đấy thì về các bác là sử dụng là chiến lẩu luôn. Đấy, không cần phải mua sắm thêm cái gì cả, về cái là sử dụng luôn thôi nhá. Rồi em sẽ đi báo giá luôn. Các bác lên luôn mã cho em đấy, con sản phẩm là bếp từ Philips. Con này thì bữa trước đang bán giá là đi 600k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn, 510k một con, bao ship tận nhà coi nhá. 510k cho một con bếp từ Philips như này, bao ship đến tận nhà. Hàng thì bao tốt bao dùng, hàng bảo hành lỗi một đổi một nếu có vấn đề gì, trục trặc gì với nhá, nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, bếp từ Philips 600 giảm còn 510k, bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô kéo bếp vàng này. Đấy, về tiếp tục cái lô kéo bếp vàng của Nhật nhá, Asahi Japan này, chất thép này SK5. Hàng này cực kỳ là chắc chắn luôn, thân của nó bằng kim loại luôn nhá, cán bằng kim loại. Đây còn phần lưỡi này, lưỡi là chất thép SK5 không gỉ này. Đấy, cực kỳ là chắc chắn luôn, các bác nhìn nghe tiếng kéo rất sướng nhá. Kéo cực kỳ là sắc bén, cắt cực ngon luôn các nhá. Cắt cực ngon và cực ngọt luôn đây. Đấy đây. Kéo cắt ngọt như nước luôn các nhá này. Rất là xịn sò, vừa đến kêu chị nhà mình thôi nhá. Đấy, giá thì cực tốt luôn. Đó thì các bác lên nhanh mã trong dòng sản phẩm mấy con kéo bếp vàng. Đấy, kéo bếp vàng của Nhật nhá. Kéo bếp vàng của Nhật, con này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 60k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho, giá 50k một con. Kéo bếp vàng. Đấy, kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng này. Đấy, giá 50k một con, hàng siêu xịn sò chất lượng nhá, SK5 Asahi Japan nhá. Đấy, Asahi Japan, đó cực kỳ xịn, 50k một con này coi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con nồi chiên ngập dầu này. Đấy, nồi chiên ngập dầu của Nhật nhá. Đấy, dòng nồi chiên ngập dầu của Nhật đây. Con này thì dạng này của nó là dạng nồi chiên ngập dầu. Đấy, bác nào mà hay chiên kiểu dạng ngập dầu, chiên xù, nấu nướng thì dùng con này rất ok. Đó, đường kính nồi của nó là 20, tráng một lớp nano bạc nhá. Đấy, phủ một lớp đá chống dính cực kỳ ngon, phủ con này đó, phủ trong phủ ngoài luôn nhá, trong cũng có ngoài cũng có luôn, đường kính 20, chảo thì rất là sâu lòng luôn. Nói chung là phù hợp các bác chiên chiên ngập dầu. Đấy, bác nào hay rán kiểu ngập dầu, chiên xù, chiên tôm xù các thứ rồi. Ngoài ra đi kèm thì nó sẽ có kèm cho các bác là một cái giá như này. Giá này để các bác khi các bác chiên xong các bác để này để cho nó ráo cái mỡ xuống nhau nhá, ráo cái dầu mỡ xuống. Đấy, cực kỳ ngon. Hàng của Nhật có nhá, hàng vẫn còn nguyên hộp này. Đấy, đường kính là 20cm. Đấy, các bác chiên này, chiên những cái đồ ngập dầu rất là hay nhá. Rồi, các bác lên mã cho dòng sản phẩm là cái con nồi chiên ngập dầu nhá. Đấy, nồi chiên ngập dầu. Nồi chiên ngập dầu này. Nồi chiên ngập dầu. Con này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn, 160k một con và bao ship tận nhà nhá. 160k cho con nồi chiên ngập dầu như này và bao ship tận nhà. Hàng đi kèm đầy đủ phụ kiện các thứ luôn đấy nhá, hàng nguyên hộp luôn, có thể mua về biếu tặng làm quà rất là hay. 160k một con, giá quá rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô khai cốc này. Đấy, mới về cái lô khai cốc của Toyito này. Đấy, Toyito nhá. Đấy, của Toyito Japan. Đó, lô khai cốc con này nó là dạng kim loại mạ vàng nhá. Đấy, kim loại mạ vàng rất đẹp luôn này. Đấy, đi kèm thêm cho các bác là một cái đĩa như này nữa. Đấy, cái đĩa của nó là như này. Cái đĩa này của nó là hứng những cái nước thừa. Khi mà các bác úp cốc xuống nó sẽ có những cái nước thừa thì nó sẽ chảy vào đây. Đấy, ở đây sẽ gồm có 1 2 3 4 5 6 cái úp 6 cái phần chỗ úp cốc nhá. Đấy. Cốc cái này, con này cốc nông, cốc sâu úp được hết luôn. Nó về khoảng vào khoảng tầm là cái chiều cao nó, cái phần úp cốc này của nó vào khoảng tầm là cốc. Cốc khoảng tầm 10 cm là các bác úp thoải mái luôn này. Đấy, rất đẹp nhá, mạ vàng rất đẹp luôn. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn nhá. Các bác nhìn này, rất dày nhá. Đây, đấy, rất là dày luôn này. Đấy, kể cả những cái đường này rất là dày luôn. Đó, hàng cực kỳ đẹp. Đấy, một cái màu vàng kết hợp với cái màu xanh nhìn nó rất là sang trọng và lịch sự quý tộc quá nhá. Đấy thì các bác lên mã cho là cái dòng sản phẩm với cái khay úp cốc nhá. Đấy, cái khay úp cốc. Bên em đang bán cái con khay úp cốc này giá quá rẻ luôn. Đấy, khay úp cốc này. Khay úp cốc. Giá thì là 140k một con và bao ship tận nhà nhá. 140.000 cho một con khay úp cốc như này, bao ship tận nhà, có phần quai sách này, các bác có thể là sách mang đi mang lại cũng rất là tiện. Đấy, di chuyển di động mang mọi chỗ, mọi ngóc ngách trong nhà là mình. Đấy, rất đẹp luôn này. Đây, khay úp cốc quá đẹp luôn nhá.
Đây các bác để trên cái phần bàn uống nước nhà mình rất là chất lượng luôn. Đây. Đấy, rất đẹp và rất là xịn sò các bác nhá. Đấy, dùng xong các bác úp cốc vào, nước cũng sẽ ráo xuống cái đĩa này. Cái đĩa này nó có cái đĩa hứng luôn. Cái đĩa này có thể là tháo rời ra và các bác mang đi rửa ráy được. Đó, ngoài ra thì có chân đế các thứ đầy đủ. Đó, dựng đứng luôn. Rất là cân đối, xịn sò và ngon lành nhá. Và giá thì cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ có 140k cho một con khay úp cốc như này và bao ship tận nhà các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con massage cổ vai gáy này. Giá thì đang bán là 150k một con. Con này là sản phẩm bên em mới về nhá. Đấy, dòng massage cổ vai gáy cực kỳ là xịn sò. Hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà. Đấy, mua về cho người già nhà mình một cái món quà cũng rất là ý nghĩa luôn nhá. Đấy, hàng nguyên hộp luôn nhá. Đây, đầy đủ phụ kiện bên trong. Ở đây thì sẽ gồm có một cái nhân vật chính là cái con củ chính này. Đấy, con củ này là cái con để các bác đeo vào cổ này. Đấy, các bác đeo vào cổ. Đây, các bác đeo vào cổ này. Đấy, đeo vào phần cổ vai gáy của mình này. Đấy, đeo vào cổ này. Đó, đây. Đấy, các bác thế các bác đeo vào cổ. Con này thì cổ nó có thể bẻ ra bẻ vào nhá, nên có yên tâm là cổ to, cổ nhỏ, cổ trẻ em, cổ người lớn, người già là đeo được hết luôn nhá. Đấy, đeo được hết luôn. Cái phần này là cái phần xung điện này. Đấy, khi mà các bác đeo vào thì nó sẽ hút cái phần này vào. Đấy, thì nó sẽ tạo cái xung điện ở cái phần này này. Đấy. Và đi kèm phụ kiện thì sẽ có cho mình là hai viên pin này, một quyển sách hướng dẫn sử dụng này, nhưng mà của nó là hàng nước ngoài. Đây, một quyển sách hướng dẫn sử dụng này, một cái đôi pin này và một cái miếng dán nữa này. Đấy, tí nữa sẽ có cái miếng dán này sau. Về thì các bác gỡ pin thì các bác lắp thôi. Pin thì nhiều khi là pin nó để lâu ấy, hoặc là vận chuyển lâu ngày ấy thì nó sẽ hết pin, thì các bác có nhiều khi là cái pin này nó sẽ hết thì các bác có thể là mua pin ở ngoài các bác lắp vào nhá. Không tránh tình trạng là nhiều bác bảo là sao lại về lắp nó không lên. Có khi nó bị hết pin, để lâu pin nó cũng hỏng, nó cũng hết ấy. Thì bác có thể là mua pin ở ngoài về bác lắp vào. Đấy, đây em lắp vào nó kêu tít cái luôn này. Đấy. Ở đây bên này thì sẽ có hai là nút on off này, bật này, và nút mod là điều chỉnh các chế độ này. Đấy, nút 2 này, 2 là nhanh này, lâu là chậm này. Đấy. Đẩy nhanh tốc độ này, chậm tốc độ này. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đó, còn đây là cái nút on off bật tắt ở đây này. Đấy. Dùng bác bật lên, dùng bác tắt đi này. Đấy, nút on off bật chính này. Đấy, rất là tiện. Đây các cấp độ đây. Đấy, 1 2 3 nhá, 1 2 3. Đó thì các bác đeo vào phần cổ của mình, massage cổ. Con này thì dạng của nó là dạng tạo cái xung điện nhá, tạo xung điện thì nó chạy bằng pin mà. Cái xung điện pin nó sẽ tạo ra và nó tác động đến những cái dây thần kinh cổ vai gáy của mình, tạo cho các bác cái sự gọi là phấn chấn thư thái, và thứ hai là lưu thông tuần hoàn máu khí huyết. Đó, cực kỳ là chất lượng luôn. Nói chung là một cái bộ sản phẩm thì giá cực rẻ mà giá chất lượng thì ok luôn. Đó, kèm thêm cho các bác là hai cái miếng dán như này. Hai cái miếng dán này thì sử dụng như nào thì về các bác bóc cái này ra cho em. Đấy, bóc cái này ra và các bác dán vào những cái chỗ nào các bác cần massage, cần dán. Đấy thì đây là cái phần dây của nó này. Đây. Dây này thì đây các bác bấm vào đây cho em. Bấm vào đây. Đấy, các bác bấm vào đây cho em. Đó, bấm vào đây. Nói chung là cái phần trị liệu này thì chắc là nhiều bác đi trị liệu dán cũng dán cái miếng này các bác biết rồi, hoặc là bệnh viện ấy, người ta nhiều khi nó cũng dán cái miếng này các bác biết này. Chỗ nào các bác đau lớn các bác dán vào cho em. Đấy, dán vào và các bác cắm cái phần này vào đây. Cắm cái phần này vào đây. Đó, các bác cắm đây cho em và các bác bật máy lên. Đó, và các bác cũng điều chỉnh các bác nhé. Cũng điều chỉnh nghĩa là phần này các bác đeo vào cổ, còn phần này các bác có thể là dán vào những cái vị trí ví dụ như là ngực này, rồi là bắp tay, bắp chân. Đấy, kiểu kiểu thế, nghĩa là các bác vừa massage cổ vai gáy, vừa massage những cái vị trí khác được. Đấy, rất là ok. Full combo bộ sản phẩm như này. Giá là chỉ có 150k và bao ship tận nhà, giá cực rẻ luôn nhá. Dòng này của nó là dòng tạo xung điện nhá, tạo xung điện như kiểu là nhiều bác hay đi châm cứu thứ tạo xung điện này, các bác biết về, nói về tạo xung điện là các bác biết rồi. Đấy, tạo xung điện điện từ đấy thì nó sẽ tác động với dây thần kinh của chúng ta, tạo nên cái sự hưng phấn cũng như là kiểu là cảm giác thoải mái, xả stress kiểu kiểu đấy các bác nhá. Đấy, giá 150k bao ship massage cổ nhá, các bác nhớ bạn nhá, là massage cổ 150k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô đèn học nhá. Đấy, cái lô đèn học của Tamasakimo này. Đấy, đây. Takasamiko này. Đấy, con này công suất của nó là 20W và con này nó sử dụng pin các bác nhá, sử dụng pin tích điện. Và cái dòng điện nó sử dụng là 110 đến 220V. Đấy là dòng điện để các bác sạc vào thôi, còn dòng này của nó là dòng tích điện nhá. Cái dung lượng pin của nó là 4000mAh thì sử dụng được khoảng tầm từ 8 đến 10 tiếng. Dòng là dòng đèn bàn học đó nhá. Dòng đèn bàn học. Rất là dễ sử dụng thôi. Đó thì con này các bác có thể là cụp xuống nhà rồi là ngửa lên như này cho em.
Đó, ngửa lên như này cho em này. Đấy, cho các bác bẻ ra hai phần cánh của mình. Đi kèm thêm cho các bác là sẽ có phụ kiện là một cái dây sạc như này. Đấy, một cái dây sạc này nhá các bác nhá, một cái dây sạc này. Và một cái phần cái hộp này là các bác lắp cho em. Lắp vào đây. Để các bác để dây sạc rồi các bác có thể là cắm bút cắm biếc đây cho em. Đây, đấy, các bác cắm vào như này. Để các bác để bút này. Đây ví dụ đây các bác để cái bút này vào đây. Đấy, rất tiện rồi các bác để những cái đồ phụ kiện nhỏ này cho em. Đó dùng các bác dùng làm đèn học. Con này thì rất là dễ dàng sử dụng. Về thì các bác bật cái phần on lên cho em này. Các bác bật đây này, bật on này lên cho em. Đây cái phần cổng sạc nhá. Hết pin thì các bác lại lấy cái này các bác cắm vào đây, cắm sạc vào cho em. Đấy, và cái phần này các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình này, các bác sạc. Đấy, sạc thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng pin nó sẽ đầy. Và các bác sạc một lần các bác sử dụng liên tục khoảng tầm 8 đến 10 tiếng nhá. Đấy, nói chung là trong trường hợp mất điện hoặc là bác nào mà hay di chuyển ấy, rồi là nói chung là dùng để tiết kiệm điện thì con này dùng thì rất ok. Đấy, thì dùng làm đèn là học. Con này thì nó có những cái chế độ sáng, dòng này của nó là dòng đèn chống cận nhá. Đấy, ánh sáng nó rất là phù hợp để mà các bác học tập và làm việc nên là nó gọi là dòng đèn chống cận. Đấy, các bác lưu ý là đèn chống cận nhá. Đấy, có các chế độ sáng này, đèn sáng này, đèn vàng này. Đấy, đèn vàng là cái dòng đèn chống cận rất là tốt này. Đấy, rồi là cái dòng đèn hỗn hợp, nghĩa là nó vừa sáng vàng vừa sáng trắng nhá. Đấy, ba chế độ sáng thì cái nút bật tắt đây nó kiểu dạng cảm ứng nhá. Thì các bác cứ vỗ lên cho em thôi. Đây các bác cứ ấn nhẹ rồi cảm ứng mà. Đấy, cứ ấn chạm vào đây thôi là tự động nó sẽ thay đổi các chế độ và nó bật ở đây. Bật tắt cũng ở đây luôn. Đấy, rất là tiện dụng thôi nhá. Cực kỳ là tiện dụng luôn. Đó thì các bác lên mã xem dòng sản phẩm là cái con đèn chống cận. Đấy, đèn chống cận nhá. Đèn học này, đấy đèn học chống cận này. Đèn học chống cận. Con này thì đợt này đang bán giá cực tốt luôn, 260k một con. Và bao ship tận nhà nhá. Đấy, 260.000 cho một con đèn học chống cận như này, bao ship nhà. Thiết kế thì cũng rất là trẻ trung và năng động, nhìn nó rất là xịn sò, sang xịn mịn đấy, các bác có thể bẻ như này. Đây, đấy, rồi các bác gập vào như này. Hoặc các bác bẻ ra xuống như này, bẻ cục xuống hoặc các bác bẻ ngửa lên cho em. Đây bẻ ngửa lên này. Đấy, rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, một cái con đèn màn học rất là thông minh và xịn sò, chất lượng của nơi quý chị nhà mình. Hàng của Nhật các nhá, made in Japan. Đấy, dòng đèn chống cận, sử dụng liên tục từ 8-10 tiếng và hết pin các bác lại cắm sạc vào. Giá thì là 260k cho một con sản phẩm như này và bao ship tận nhà nhá, giá cực rẻ luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái lô cái túi công sở này. Túi này thì chuyên cho bác đi làm công sở hoặc là bác nào làm văn phòng thì dùng con này là ok này. Dòng sản phẩm túi da nhá. Một cái túi da này thì sẽ có một cái phần quai sách như này. Đấy, và bên trong này. Bên trong. Đó, bên trong thì gồm có rất là nhiều ngăn nhá. Đây, cả dây đeo luôn nhá, ngăn này. Đấy, ngăn to, ngăn nhỏ, có cả ngăn để máy tính, như là ngăn để đồ, ngăn phụ, ngăn phiếc có đầy đủ hết luôn nhá. Rồi là ngăn ngoài có luôn này. Đấy. Dạng này của nó là dạng khóa đồng luôn nhá. Đây dạng khóa đồng luôn này. Đấy, khóa đồng. Đó, rất là tiện nhá, xịn sò. Chất da rất là mềm các bác nhá, mềm như da bé luôn. Ngoài ra có cả dây đeo nhá. Dây đeo thì về các bác cài vào có đeo hoặc là các bác có thể là dùng không như này, các bác xách đi làm được. Dùng để đựng máy tính, tài liệu rồi bác nào đi làm công sở, văn phòng thì dùng con này rất ok. Các bác lên mã cho con sản phẩm là cái con túi công sở. Đấy, túi công sở. Hiện tại con này thì bên em đang bán giá là 180k bao ship. Túi công sở này thì đây, phần chiều dài của nó là 40cm thôi nhá. Chiều dài là 40cm và chiều cao của nó là đi 27cm nhá. Chiều dài 27cm và chiều dài là 40cm và chiều cao là 27cm. Đó, 27cm. Túi thì rất là rộng rãi. Dùng nhìn nó rất là sang xịn mịn nhá. Đấy, sách đi làm văn phòng rất ok nhá. Giá chỉ có 180k một con thôi. Đấy, và bao ship tận nhà luôn. Túi công sở không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô thắt lưng đại bàng. Đấy, tiếp tục về cái lô thắt lưng đại bàng rất xịn sò luôn này. Hàng thì sẽ có đầy đủ giấy tờ luôn nhá. Hàng của đây. Armani này. Đấy, Armani, hàng của New York City nhá. Hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị. Đó, hàng thanh lý siêu thị, nếu trong siêu thị hiện tại đang bán giá là 800 đô này. Đấy, hôm nay thì bên em ôm lô xả kho. Hàng này nói chung là chấm hết rồi, không gì phải chê cả. Một cái con thắt lưng đại bàng, mặt rất đẹp nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn này, mặt rất đẹp luôn. Đấy, mặt rất đẹp và chất da cũng rất là ngon lành xịn sò luôn. Đây. Đấy, da vân cá sấu rất đẹp này. Đấy, rất là ngon xịn sò nhá. Đây. Đó, rất là xịn luôn. Dạng của nó thì là dạng lẫy cài nhá. Đây dạng lẫy cài này. Đấy, dạng lẫy cài. Đó, có thấy không? Dạng lẫy cài. Mặt rất đẹp nhá. Đây em bóc cho xem này. Mặt rất đẹp luôn các bác nhá. Đây, mặt rất là đẹp xịn sò luôn. Da cũng rất là mềm. Nói chung là con này thì các bác dùng thì chấm hết không gì phải chê cả. Đây, chất da này. Đấy, bóng láng luôn. Sờ rất là mịn nhá, da rất là mềm. Đó, dạng lẫy cài. Về đây các bác cứ xỏ các bác dùng thôi.
Đây thì cứ thế xỏ mà các bác dùng. Đây có thấy không? Đây lẫy cài này, rất tiện này. Đấy có thấy không? Lẫy cài rất là tiện tiện lợi nhá. Mặt nó cũng rất là đẹp nhá, mặt nó kiểu dạng cái mặt màu bạc mờ mờ nhá, nhìn nó rất là sang. Đấy một cái con mặt rất là sang này. Đấy hình logo Đại Bàng này. Hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp như này, các bác có thể là mua về làm quà biếu tặng. Đấy, mua về làm quà biếu tặng rất là ngon luôn. Đó thì các bác lên mã cho con sản phẩm là con thắt lưng Đại Bàng nhá. Đấy thắt lưng Đại Bàng. Thắt lưng Đại Bàng này thì đây thắt lưng Đại Bàng. Thắt lưng Đại Bàng này thì giá cực tốt của các bác nhá. Giá chỉ có 180k bộ này thôi và bao ship tận nhà nhá. 180k cho con thắt lưng Đại Bàng nha và bao ship tận nhà luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô máy thư giãn này. Đấy, máy thư giãn hoặc là cái súng cái máy đấm bóp, nhiều bác hay gọi là súng hoặc là cái máy đấm bóp đấy. Đấy, giá thì đợt này về lô mới nên là giá cực tốt luôn. Đó, giá cực tốt nhá. Đây. Đó một con máy thư giãn cực kỳ là xịn, chất lượng gửi đến quý anh chị mình. Đây, con máy thì cầm rất là chắc chắn luôn, xịn sò, pin châu máy khỏe nhá. Đấy, pin châu máy khỏe. Con này thì cái công suất của nó là 24W, máy thì cực khỏe rồi. Và cái điện nguồn của nó vào là điện nguồn DC 8.4V. Đấy thì không vấn đề gì, thì đi kèm thì nhà sản xuất đã cho chúng ta là một cái cục như này rồi. Đấy, một cái cục cắm trực tiếp điện 220 và đầu dao nó đây. Đây là cái phần chân sạc nhá. Đây chân sạc của nó đây này. Đấy, chân sạc của nó đây. Đấy thì về có cắm pin vào các bác sạc thôi. Còn đây là cái phần nút bật tắt mở thì nó ở ngay cái phần trung tâm giữa cái phần ngay bên trên cái phần chân sạc luôn. Đấy thì các bác bấm vào này. Đấy bấm vào thì nó sẽ hiện chạy. Con này thì sẽ gồm có là đi 3 cấp độ này. Nó sẽ từ mạnh đến nhẹ là 6 cấp độ nhá, 6 level. Đấy 6 cái cấp độ khác nhau. Từ mạnh đến nhẹ là 6 cấp thôi nhá, 6 cấp. Đấy thì các bác bật full cấp lên thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, ngoài ra thì đi kèm cho các bác là 4 cái đầu massage như này. Đấy, 4 cái đầu massage này nhá. 4 cái đầu massage này này. Đấy thì tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác dùng làm sao nó phù hợp. Đây ví dụ đầu này các bác hay đấm này, đầu tròn này, rồi đầu dẹt này. Đấy, rồi là cái những cái đầu nhọn này các bác hay đấm massage những cái phần ví dụ lòng bàn tay, bàn chân này. Đây còn phần này. Đấy, kẽ tay kẽ chân rất xịn sò luôn nhá. Đó thì các bác sử dụng về các bác sử dụng sao phù hợp, lắp đặt thì rất là dễ thôi. Ví dụ các bác lắp ở đây, các bác ấn mạnh không chưa? Ấn mạnh à. Đó và các bác bật máy các bác sử dụng này. Đây máy bắt đầu rung này. Đây các bác nhìn này. Đấy tay em rung luôn này. Đấy có thấy không? Tay rung luôn nhá. Đấy. Máy chạy cực khỏe. Đây em đang bật cấp độ 1 nhá. Đây bật full cấp độ luôn này. Đấy, máy cực khỏe luôn nhá. Đây các bác nhìn này. Này giật bịch bịch luôn này các bác nhìn này. Dã man luôn. Nói chung là các bác massage chân tay người ngợm các thứ chỗ nào đau đớn các bác massage em cảm giác nhẹ người luôn nhá. Thấy không? Đấy. Dã man luôn các bác nhá, máy chạy cực khỏe luôn. Nhưng mà nói chung là cấp độ 7 thì nó hơi khỏe. Nếu mà dùng thì các bác dùng ở khoảng tầm cấp độ 1, cấp độ 2 thôi là em thấy là ok rồi. Máy xa thoải mái rồi, chứ cấp độ 7 thì rất là khỏe luôn. Đây, cấp độ 2, cấp độ 3 rồi. Máy chạy dã man luôn. Đấy, một cái con máy cực kỳ là to tát, chất lượng gửi kia cho người mình thôi nhá. Rồi, đấy là về cái dòng sản phẩm cái con máy thư giãn, máy massage bên em đang phân phối. Thì các bác lên nhanh mã cho sản phẩm cái con máy thư giãn đi. Đấy, máy thư giãn. Máy thư giãn này, máy thư giãn nhá. Cái con máy thư giãn này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 320k. Đó, hôm nay thì bên em về lô mới, xả kho, giảm giá bác luôn. Giá chỉ còn có 280.000 một con. Và bao ship tận nhà nhá. 280.000 cho một con máy massage thư giãn như này. Và bao ship tận nhà, hàng máy massage vẫn còn là hàng mới tinh, nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng Tai Japan này, đó cực kỳ chất lượng luôn nhá. 280.000 một con máy này, quá xịn sò, quá chất lượng gửi đến quý anh chị mình coi nhá. Dòng miếng dán thải độc chân này, đấy, ít kilo miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, dòng miếng dán thải độc chân của nhà. Con này thì một bộ nó sẽ gồm có một cái combo như này, đấy, một combo này coi nhá. Đây, đây là cái gói miếng dán này, đó thì nó sẽ từng gói như này. Một cái hộp này của nó sẽ gồm là 50 gói nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ gồm có là 50 gói này. Đấy 50 gói thì đây. Đây là những cái miếng dán này. Thì về thì các bác bóc ra các bác xé ra. Đấy các bác xé ra. Đây thì cách sử dụng thì nó rất là dễ đâu nhá. Bộ này thì nó sẽ gồm có là những cái miếng dán như này, những cái miếng dán đây. Đấy, những cái miếng dán đây này. Đó và những cái miếng thuốc, đây là những cái túi thuốc này. Thì rất là dễ dàng sử dụng thôi. Thì về thì các bác bóc cho em cái túi miếng ra. Các bác bóc ra nhá. Đấy bóc ra này.
Và các bác để cho em cái miếng này vào đây. Đấy, để vào đây. Các bác nhớ là các bác ngửa cái mặt chữ xuống cái phần dính như này. Đấy, các bác nhớ này. Đấy, úp xuống cái phần này. Và cái phần trắng này là các bác úp vào cái phần lòng bàn chân của bác đây, đúng như này này. Xong rồi các bác lấy cái dính cái miếng dán này các bác dán vào. Đấy, dán vào nhá. Miếng dán này thì nó dán rất là chắc luôn. Đấy, dán rất là chắc nha. Đây em sẽ làm mẫu cho các bác này. Các bác bóc ra này. Đấy, xong cái phần chữ này các bác dính luôn vào đây. Dính vào đây. Đó, và phần này thì các bác dính vào cái lòng bàn chân của bác nhá. Đấy, dính vào cái lòng bàn chân đúng như này luôn này. Đó, các bác dính này xong. Đấy, các bác dính vào. Thì trước khi nếu mà các bác dùng thì các bác nên dùng là trước khi đi ngủ nhá. Trước khi đi ngủ buổi tối thì các bác dính. Đấy, và khi mà tỉnh dậy là các bác tháo ra. Thì cái miếng dán này thì tác dụng của nó thì là điều rồi là đả thông mạch máu, những cái lòng bàn chân các thứ là nó rất là nhiều huyệt đạo ấy. Đấy thì các bác dùng, các bác dán vào đấy thì nó có tác dụng là giảm đau nhức xương khớp các thứ ra. Nói chung là cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây. Nguyên liệu thì chiết xuất nó từ thành phần thiên nhiên nhá. Đấy, xua tan cơn mệt mỏi, đau mỏi này, đau nhức gan bàn chân hiệu quả này, mang lại giấc ngủ sâu nhá và ngon giấc không nhá. Đó. Rất là tiện nhá. Đây này, sau khi bác dán xong này. Đấy, bác dán xong này. Đấy, về thì các bác dán vào cho em. Miếng dán gan bàn chân. Đấy, hoặc là miếng dán thải độc. Bác cứ như mã đây là miếng dán thải độc thôi nhá. Đấy, miếng dán thải độc, một cái hộp này của nó gồm 50 miếng nhá, đem lại giấc ngủ sâu rồi là đau chân tay người ngợm. Các bác dùng để thải độc. Đấy, dùng rất là ok luôn. Đó thì giá thì cực tốt của mình như mình. Các bác lên mã cho là miếng dán thải độc. Giá thì hiện tại bên em đang bán một cái hộp này là 50 miếng. Giá thì là đi 80k một miếng nhá. Đấy, 50 miếng thì là 80k cho một cái hộp như này. Đấy, một hộp 50 miếng nhá. Hàng rất là xịn sò, hàng nguyên hộp luôn nhá. Đấy, về thì rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đấy thì về thì các bác cứ thế dán trực tiếp vào cái lòng bàn chân trước khi các bác đi ngủ nhá. Dán rất chắc luôn. Đấy, và khi nào tỉnh dậy các bác bóc ra cho em thôi. Rất ok luôn nhá. Đấy, đã vừa test thực tế cái sản phẩm rồi. Thì các bác có nhu cầu sản phẩm thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái bộ nháy bên em mới về đấy, cái bộ bóng nháy này. Đợt này thì về cái bộ nháy rất là đẹp và giá thì cực kỳ tốt luôn. Đấy, một cái bộ nháy này của nó thì dài là 20 mét nhá. Đấy, bộ này dài là 20 mét thì các bác lên mã cho em là nháy 20. Đấy, nháy 20. Bộ này thì bên em đang bán giá là 70k một bộ. Đấy, còn nếu mà các bác mua từ 3 bộ trở lên thì bên em sẽ bao ship và giá sẽ tốt hơn. 3 bộ thì là giá là 200k bao ship, còn lấy lẻ một bộ thì là 70k một bộ nhá. Mã nháy của nó là nháy 20 nhá, nháy 20. Thì về dòng này thì các bác cứ cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, một cuộn này dài của nó dài 20 mét thôi nhá, dài 20 mét luôn. Đây dạng bóng led này. Đấy, dạng bóng led rất xịn sò nhá. Đấy, nháy rất đẹp luôn nhá. Giờ em sẽ cắm test cho bác xem. Đây nha các bác nhá, đây em cắm thử này, con này nó có cả cái điều khiển các chế độ này. Đấy thì các bác dùng các bác điều khiển các chế độ, đấy các chế độ nháy. Đấy, rất là nhiều màu sắc khác nhau nhá. Đấy, nó cứ đảo lộn này. Một cuộn này của nó là dài 20 mét luôn nhá, dài 20 mét luôn, rất xịn sò nhá. Đấy, bấm nháy các chế độ luôn nhá. Đấy, nháy chậm. Đấy, về các bác trang trí mùa Noel sắp đến rồi. Rồi là dịp Tết nhất. Đấy, rồi là trang trí nhà cửa các thứ rồi. Nói chung là giá cực tốt luôn. Giá một cái cuộn 20 mét này là chỉ có 70.000 thôi nhá. Giá thì quá là rẻ, quá hợp lý luôn rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô ổ điện xanh U3 nhá. Đấy, tiếp tục về cái lô ổ điện xanh U3 của Nhật này. Cực kỳ xịn sò, hàng này thì các bác dùng thì cực kỳ là xịn luôn. Nó đa chức năng nhá, vừa có thể là cắm điện này, rồi là sử dụng sạc cho điện thoại, rồi là các thiết bị sử dụng cổng USB. Ở đây sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ổ cắm nhá, 6 ổ cắm và 3 cổng USB. Ngoài ra thì có đèn báo và công tắc an toàn nhá. Đấy, công tắc an toàn. Còn đây là dây của nó này. Đấy, dây của nó nhá. Thì về có cắm điện trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Có cái công tắc an toàn này rất tiện. Khi nào các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng nó tắt đi. Rất là an toàn cho trẻ nhỏ cũng như là nói chung là sử dụng điện một cách an toàn. Đấy, và hiệu quả có nhá. Đấy, một con ổ điện xanh U3 nhá. Giá thì cực kỳ là bình dân luôn. Các bác lên mã cho là ổ điện xanh U3. Đấy, ổ xanh U3 này. U3 hiện tại thì con này bên em đang bán giá chỉ có 100k thôi và bao ship đến tận tay các bác nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, 100k cho con ổ điện U3 này và bao ship tận nhà luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô bếp ga du lịch này. Bên em tiếp tục về cái dòng bếp ga du lịch, giá thì là 160k một con bao ship nhá. Bếp ga du lịch này thì rất là tiện các bác đi du lịch picnic đó, rồi là đi chơi các thứ rồi thì dùng con này rất ok. Về thì các bác mua cái bình ga mini ấy, về các bác cắm điện, về các bác cắm trực tiếp đây cho em. Đấy, cắm trực tiếp vào cái bình ga mini này. Đó, và các bác sử dụng thôi. Cái chân thì có thể là gấp gọn vào là các bác bẻ ra các bác sử dụng. Nó có cái chân kiềng như này nhá. Ngoài ra đây có cả cái chân đế như này luôn. Đấy, để các bác để cho nó chắc chắn. Đấy, đi du lịch các bác có cái bếp ga như này rất tiện nhá. Mình có ăn lẩu ăn nước này, rồi là nướng nước các thứ, nói chung là rất tiện luôn. Đó, một con bếp ga mini nhá. Đấy, ngoài ra thì có cả đánh lửa tự động nhá. Đấy, đánh lửa tự động. Các bác không cần phải mồi miếc gì.
chỉ còn đánh lửa tự động cho tăng tăng giảm ga lên, và các bác đánh lửa tự động cái là ga nó tự động bật lên nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó, một con bếp ga mini mang đi mang lại rất là gọn gàng nhá. Kích thước của nó thì rất là nhỏ gọn, nó chỉ có một cái hộp nhỏ này thôi. Đấy, một cái hộp nhỏ này các bác mang đi rất tiện luôn. Giá thì cực kỳ là bình dân nhá, giá chỉ có 160k thôi và bao ship tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô ống hút dung dịch này, tiếp tục về cái lô ống hút dung dịch. Con này thì chuyên với bác hút rượu, hút xăng, hút nước. Bác nào mà hay hút xăng, hút rượu ấy, thì mua con này cũng ok. Rồi là bác nào mà chơi bể cá cảnh ấy, các bác dùng con này thay nước bể cá này, dùng rất tiện luôn. Về thì các bác có thể chia đôi cái đầu dây này ra. Đấy, để các bác dùng cho tiện. Về thì các bác xỏ vào cho em. Đấy, xỏ vào. Đấy, xỏ vào, và ở đây nó có những cái vòng siết này. Đấy, vòng đai siết này thì về các bác cho vào, các bác siết vào. Đấy, các bác siết vào. Và các bác bóp thôi. Con này thì nó có một cái rất là hay là khi mà các bóp, các bác chỉ cần mồi vài lần cho em thôi là tự động nước nó sẽ xuống nhá, các bác không phải bóp nhiều, chỉ cần bóp một vài lần nó mồi. Nó mồi là sẽ tự động nó xuống nhá. Đấy, mồi là sẽ tự động cái van bên trong sẽ có một cái van nó sẽ mở ra và tự động nước nó sẽ xuống. Đấy, nước nó sẽ chảy ra nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đó thì cái vòi này các bác về có thể là chia đôi. Đó, hoặc là các bác để một đầu cũng được, còn một đầu các bác để không các bác dùng cũng rất ok. Đó thì hiện tại bên em đang bán cái con vòi hút dung dịch này. Giá thì bao tốt thị trường nhá. Giá đợt này thì giá chỉ có 40k một cái con này thôi. Đấy, 40k cho một cái con vòi hút dung dịch nhá. Các bác cứ lên mã cho nào cái vòi hút dung dịch. Đấy, giá là 40k một vòi thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng găng tay lót lông. Rất là nhiều bác hỏi nhưng mà hết hàng. Đó thì hàng lại tiếp tục về nhá. Dòng găng tay lót lông. Con này thì chuyên để cho bác dùng để rửa bát, rửa đĩa, rồi dọn dẹp đồ đạc. Đấy, thì ở đây tay của nó rất là dài nhá. Đây, khi các bác đeo vào này. Đấy, các bác đeo vào nhá. Đây, em sẽ đeo thử bác xem. Đây, cái tay này nó chuẩn này. Đó, các bác đeo vào này. Nó hai tay, nó hai chiều tay trái tay phải luôn nhá. Nên là các bác đeo nó rất là dễ đeo thôi. Đấy, các bác đeo vào. Thì cái tay nó rất là dài đây này. Cái tay nó sẽ dài đây như này. Đấy, để các bác vệ sinh nó rất là dễ. Nó lên đến cái khúc khỉu tay luôn nhá. Đấy, nó dài lên đến khúc khỉu tay luôn. Đó, đây, rất là dài nên là khi bác vệ sinh các thứ ra nó rất sạch sẽ, không bị dính bẩn các thứ vào đây. Đấy, và rất là tiện dụng luôn này. Đó, đây, rất là êm luôn nhá. Đây, rất chắc chắn luôn nhá. Bên trong này này, nó có lót một cái lớp lông. Đấy, đây em lộn cho bác xem. Nó sẽ lót một cái lớp lông này này. Đấy, một cái lớp lông này. Khi mà các bác đeo vào là nó sẽ không bị thứ nhất là nó không bị cái tay này, nó không bị nó không bị xê dịch. Đấy, không bị xê dịch hoặc là không bị trơn. Đấy, rồi là các bác đeo vào nó sẽ có một cái độ êm, độ thật tay nhá. Đấy, đeo vào nó có một cái độ êm, độ thật tay nhá. Khi mà nó lót cái lớp lông vào đây. Và một cái ưu điểm nữa nó rất là hay. Đấy, em rất là thích ở cái găng tay này là cái phần này nó dài và nó có một cái thun ở đây nữa, là nó sẽ bị nó sẽ ôm một cái tay của mình, nó không bị tuột xuống nhá. Đấy, các bác dùng, khi bác dùng các bác vệ sinh nó không bị tuột xuống. Nói chung là dùng rất ok luôn. Sản phẩm này anh em cũng đang dùng rửa bát, rửa đĩa, giặt quần áo, dọn dẹp rất ok nhá. Cực kỳ ngon nhá. Và găng tay cao su này rất là dày luôn. Đấy, bên ngoài lớp cao su rất dày. Phần này nó sẽ có một cái vân này. Đấy, để khi bác làm nó không bị trơn trượt này. Đấy, rất ok nhá. Các bác lên mã cho em là cái găng tay lót lông. Đấy, găng tay lót lông. Giá hiện tại bên em đang bán một cái đôi này. Đấy, là 40k một đôi cô nhá. 40k cho một cái đôi găng tay lót lông này cô nhá. Đấy, 40k một đôi. Giá thì cực rẻ, cực tốt của các bác luôn. Giá chỉ 40k thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con chổi lau kính này. Đấy, chổi lau kính bên này, hàng bên em tiếp tục về nhá. Con này thì hàng nó sẽ rời ra như này. Thì về các bác tự lắp ghép vào cho em. Lắp ghép thì rất là dễ dàng thôi. Ở đây thì nó sẽ có hai khúc như này. Thì về các bác lắp ghép vào thôi. Phần đầu này thì các bác ghép vào cho em. Đấy, các bác ấn mạnh vào này. Đấy, nó kêu cái là vào này. Đấy, con này thì có thể là xoay đi xoay lại này, rất là tiện này. Đó, rồi các bác lắp cái phần đầu này vào cho em. Kết nối bằng gen xoáy rất dễ dàng nhá. Đấy, kết nối với gen xoáy rất dễ dàng. Đây, em sẽ xoáy thử bác xem này. Đó, phần đầu này các bác kết nối vào đây cho em. Đó, các bác kết nối vào. Đấy, các bác kết nối vào. Đó, vào đây. Khi vào đây các bác kết nối vào nha. Đó, và phần tay cầm. Chỗ đi cũng rất là dài nhá. Chỗ thì chỗ này nó dài khoảng tầm 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Nó dài khoảng tầm 1m1 nhá. Đấy, dài khoảng tầm 1m1. Các bác với mà các bác đẩy kính rồi là vệ sinh trần chiếc con thứ rất ok luôn. Ở đây sẽ có tích hợp là cái phần cước này để các bác vệ sinh trần chiếc này, phần trên cao này. Rồi là phần này ở đây nó có một cái phần cao su, gioăng cao su để các bác gạt kính nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, nghĩa là các bác vừa lau vừa gạt, vừa lau vừa gạt rất là ok nhá. Đây. Thân là thân inox nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, tổng quan với con chổi lau kính nhá. Khi mà bác lắp ghép vào này, đây em sẽ mở cho bác xem một video thực tế về con này nhá.
trong sau đây thì em sẽ đi vào báo giá luôn. Các bác lên mã cho con sản phẩm là chổi lau kính. Hiện tại bên em đang bán cái con chổi lau kính này, giá là chỉ có 60k một con thôi. Đây em sẽ mở cho bác thực tế về cái video mà người dùng người ta sử dụng cái chổi lau kính nhé. Đây các bác cùng xem này. Đấy, các bác thấy không? Nó cái phần cước nó nhọn nhá, các bác vào những cái phần ngóc ngách khe khiếc ở góc các bác ok luôn nhá. Rồi là rửa thảm này. Đấy, cái phần gạt kính nhá. Khô luôn nhá các bác nhá. Rất tiện dụng luôn nhá. Đó, thấy không? Rất là tiện dụng nhá, cho một cái con chổi lau kính như này. Lau kính, lau vệ sinh các ngóc ngách các thứ luôn. Đấy, có thấy không? Lau khô luôn, góc ngách các thứ các bác cọ kiếc này. Rất ngon nhá. Đấy, có thấy không? Nói chung là rất tiện nhá, dùng rất tiện các bác dọn dẹp rửa, các bác cọ kính, cọ nền, các thứ rất là tiện dụng luôn cho mấy con sản phẩm chổi lau kính nhá. Và giá thì cực tốt của các bác nhá, giá là chỉ có 60k cho con thôi, 60k cho mấy con chổi lau kính nhá. Đấy, giá cực tốt của các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về ít cái dòng nước hoa khô. Đấy, nước hoa khô này, nước hoa khô này thì hiện tại bên em đang bán một cái vỉ này của nó là 70k. Đây em sẽ khu hộp cho bác xem một hộp này. Đây, một hộp nước hoa khô nó nhá. Đấy thì đây nó sẽ gồm có là đi bốn vị khác nhau này. Đấy, bốn vị khác nhau nhá. Đấy, bốn cái vị khác nhau, bốn mùi khác nhau. Đây đây, các bác mở ra này. Đó, các bác đẩy lên xem. Đó thì đây, nó kiểu nó dạng sáp nhá. Thì các bác dùng thì các bác cứ bôi bôi vào này. Đấy, các bác lấy tay các bác bôi. Đó, các bác bôi vào cổ tay, vào phần người, phần cổ, chỗ nào các bác cần thơm các bác bôi vào. Đấy. Mùi rất là thơm nhá. Mùi rất là thơm và lưu hương rất là lâu. Đấy, cái con nước hoa khô này. Đấy, một cái sáng tạo mới của thế giới, rất là ngon nhá. Đó, nước hoa khô. Đấy, nó kiểu dạng sáp sáp này. Thì các bác cứ lấy các bác bôi vào. Đấy, bôi vào. Đó, rất là tiện dụng nhá. Đó, bôi vào nó lưu hương rất thơm. Mùi rất thơm nhá. Đó thì nó có bốn mùi khác nhau nhá. Bốn mùi khác nhau đây. Đó, đây, bốn mùi khác nhau thì các bác lấy, chỉ cần các bác đẩy cho em này. Đấy, lấy đẩy cho em này, bôi này. Các bôi. Đấy, lấy đẩy cho em. Xong các bác lại đóng vào nhá. Đấy, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ có tí tí thôi. Nó chỉ vào hai ngón tay thôi. Các bác có thể là bỏ vào ba lô cặp sách các bác mang đi du lịch, đi chơi, đi bài các thứ ra. Lúc nào cần mình dùng các bác lôi ra các bác dùng. Đó thì có bốn mùi khác nhau. Thì các bác đi đâu các bác thấy mùi nào phù hợp thì các bác dùng cái vị đấy các nhá. Đấy, thấy mùi nào phù hợp thì các bác dùng. Thì giá thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Giá là chỉ có 70k thôi. Các bác lên mã cho nó con sản phẩm là nước hoa khô nhá. Nước hoa khô. Đó, bốn vị khác nhau. Giá là 70k một hộp này các nhá. Đấy, 70k cho một cái hộp nước hoa khô này. Đấy, giá chỉ có 70k. Giá bao giá thị trường cực kỳ tốt và giá cực kỳ tốt gửi các bác thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng môi cơm này. Đấy, môi cơm em về mít cái dòng môi cơm này. Đấy, dạng của nó là dạng nhựa nguyên sinh nhá, chống dính cực kỳ ngon và tốt và chất lượng luôn. Đây. Đó, hình môi cơm hình con thỏ luôn nhá, rất đáng yêu này. Đấy, chống dính rất ngon và chất liệu nó là dạng nhựa nguyên sinh nên là các bác dùng nó rất là an toàn. Đấy, dùng nó rất là an toàn đây. Nhựa nguyên sinh thì thường thường nó sẽ không trắng được như những cái nhựa thông thường nhá. Đấy, nó không trắng được như những cái nhựa thông thường. Nhựa thông thường thì nó sẽ qua nhiều như ví dụ như là cái những cái khâu xử lý ấy, thì nó nói chung là nó tồn dư những cái chất mà nó không tốt. Đó thì đây bên em về ít cái dòng lô môi cơm này, nhựa nguyên sinh nhá, chống dính cực kỳ ngon luôn. Đấy thì dạng nhựa nguyên sinh nó sẽ hơi bị đục đục nha. Nó hơi bị vẩn vẩn này, nhưng mà thì dùng rất ok nhá, dùng rất tốt cho sức khỏe luôn. Đó, một cái môi cơm này. Và hiện tại bên em đang bán một cái môi cơm này, giá là đi 30k nhá. Đó, các bác lên mã cho nó cái con môi cơm này, hình con thỏ rất đẹp này. Giá thì hiện tại đang bán là 30k cho một con môi cơm nhá, chống dính cực kỳ ngon và cầm thì rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn luôn. Đó, giá 30k một con nhá. 30.000 cho một cái môi cơm nha. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng cọ rửa cốc chén này. Đấy, rất là nhiều bác hỏi em bảo là có cái cọ rửa cốc chén không, vì nhiều khi các bác rửa nó hơi khó rửa vì nhiều khi những cái cốc sâu, rồi là các bác này bác nào mà hay uống nước ấy, có những cái chai rồi là những cái lon ấy các bác trong sâu ấy các bác không lách tay được, không lách được bác dùng cái con này chưa. Đấy thì bên em mới về cái lô này. Đây ví dụ những cái lỗ này các bác xỏ vào các bác xoay này, các bác xoay các vệ sinh này. Đấy, cái vệ sinh cốc này, vệ sinh lon, vệ sinh chai chiếc các thứ, rồi chai uống nước các thứ, lon uống nước như mình, rồi là cốc uống nước như mình. Đấy, các bác lách vào các bác quay các bác vệ sinh nha. Đấy, phần này của nó dạng silicone nhá. Đấy, dạng silicone cọ rửa tốt đây. Nhựa ABS nguyên sinh này, tay cầm rất là thuận tay nhá, cầm rất vừa tay. Đấy, bác cọ vào con này thì dài khoảng tầm là 20 này. Đó, 20, khoảng tầm 25 nhá. Đấy, khoảng tầm 25 cm. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác cọ rửa cốc chén vệ sinh rất ok nhá. Thì các bác lên mã cho là cái con cọ rửa cốc chén này. Đấy, cái cây
cây cọ rửa cốc chén nhá. Giá thì hiện tại bên em đang bán cái cây cọ rửa cốc chén này, giá là chỉ có 20k thôi. Đấy. 20k cho một cái cây cọ rửa cốc chén này, về thì các bác sử dụng trong được rất là nhiều việc, cọ cốc, cọ chai lọ rồi là lon liếc các thứ ra, các bác muốn vệ sinh nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, giá thì cực kỳ là hạt rẻ rồi. Giá chỉ có 20.000 cho mấy con cọ rửa cốc chén này thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô đèn dầu đỏ này. Đấy, đèn dầu đỏ nhá. À, bên em thì đang bán cái dòng đèn dầu trắng thì là 60.000, nhưng mà về cái lô đèn dầu đỏ này thì nhiều bác thích màu mè này có thể dùng con này. Đấy thì cái thân của nó là nó mạ vàng này. Đấy, phần trên nó sẽ đỏ đỏ như này. Đó, dòng này của nó thì nó chạy pin nhá. Đấy, chạy pin, chạy hai cái pin con thỏ này thì về các bác tự mua pin các bác lắp nhá. Bên em không cung cấp pin. Đấy, các bác lưu ý là không cung cấp pin. Thì các bác mua pin về tự lắp. Đó thì đây nó sẽ chỉ có nguyên thân đèn này thôi. Đó thì đây, ở đây thì sẽ tích hợp cái nút công tắc bật tắt này, dùng góc bật lên dùng góc tắt đi, rất là tiện dụng nhá. Và dòng này thì rất là an toàn, không lo cháy nổ chập cháy được, dùng rất là ok luôn. Các bác lên mã cho nó con đèn dầu đỏ này, giá thì hiện tại bên em đang bán cái con đèn dầu đỏ này, giá là 40k nhá. Con này chiều cao thì nó vào khoảng tầm là 20cm nhá. Đấy, 20cm đèn dầu đỏ nhá, giá là 40k. Đấy, 40k cho một cái con đèn dầu đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng bàn chải đa năng này. Đấy, bàn chải đa năng này thì hiện tại bên em đang bán giá là 50k một con. Đó, bàn chải đa năng 50k. Đây, con này thì rất là hay. Của nó sẽ có những cái dòng những cái phần chải nó tứ phía luôn. Đấy, bên này cũng có này, bên trái này, bên phải này, đằng trước này. Đó, rồi là bên dưới này, đằng sau cũng có luôn này. Đấy, nghĩa là các bác cọ những cái phần góc cạnh cũng có luôn nhá. Rồi là cọ thảm, cọ thiếu cũng có luôn nhá. Rồi là cọ đằng sau này. Đấy, rồi là bên cạnh các bác dùng cái phần này, các bác dùng để các bác phần các bác gạt kính nhá. Đấy, gạt kính rất tiện nhá. Đây sẽ mở các bác xem video. Đấy, bàn chải đa năng này thì hiện tại bên em đang bán giá là đi 50k một con luôn nhá. Đây em mở cho bác xem thực tế video sản phẩm này các bác nhá. Đây các bác cùng xem này. Đấy, có thấy không? Đấy, nó tổng quan nó sẽ như này nhá. Đấy, các bác cọ góc này. Đấy, cọ góc rất tiện nhá. Đấy, các góc luôn nhá. Rồi là có cả cạo phần cạo kính này, tay cầm rất chắc chắn nhá. Đấy, đây phần dưới này. Đấy, các bác cọ này, cọ màng nhện màng nhức ngon luôn nhá. Khe cửa kiếc các bác lấy các bác cọ luôn, rất tiện dụng nhá. Đó, các bác thấy không, rất tiện luôn nhá. Đấy, có phần gạt kính luôn nhá. Đấy, tay cầm chắc chắn. Đó, phần đuôi nữa nhá, phần đuôi các bác cọ rất tiện dụng luôn nhá. Đó, cái bàn bàn chải đa năng nhá. Đấy, bàn chải đa năng. Đây phần cọ rửa kính này, đó phần dưới này cọ khe này, đây phần trên này các bác cọ bên cạnh chẳng hạn này, đó phần dưới này các bác dùng để các bác quét những cái phần góc hẹp màng nhện này, có tay cầm luôn nhá, tay cầm rất chắc chắn nhá, rất xịn sò. Đó, các bác lên mã cho nó con sản phẩm bàn chải đa năng nhá. Các bác lưu ý là nhớ mã sản phẩm cho em để khi các bác đặt hàng nó không bị lẫn sản phẩm nhá. Đấy, vì bên em rất là nhiều sản phẩm nên các bác lưu ý về cái vấn đề giúp em. Các bác lưu ý là nhớ cái mã sản phẩm vì em đã lên từng mã sản phẩm một mà. Bàn chải đa năng, giá thì hiện tại bên em đang bán cái con bàn chải đa năng này, giá là 50.000 một con thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho các bác là cái con sản phẩm cái con bàn là hơi nước này. Đấy, con này thì đến từ châu Âu luôn nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Con này thì nói chung là quá chất lượng rồi. Cho một con bàn là hơi nước này, con này bán quá nhiều luôn nhá. Hàng này hàng tiếp tục về. Mỗi con bàn chải nhá. Đây, hàng thì sẽ có đầy đủ full máy như này và đi kèm thêm là cho mình sẽ có là một cái tấm phủ đằng sau này. À, tấm chắn đằng trước này. Đó để các bác về các bác lắp đặt vào. Đó và một cái ca để các bác đong nước này. Đấy, một cái ca các bác đong nước nhá. Con này thì rất là dễ dàng dụng thôi, về các bác đong nước đi xem. Các bác đẩy ra. Đấy các bác đây. Đây một tay các bác giữ đây các bác đẩy này. Đây các bác đẩy này. Đấy, đẩy ra nhá. Và các bác mở cái phần nắp này ra. Đấy, mở cái nắp này ra. Đấy, mở cái nắp này ra và các bác đổ nước vào xem. Và khi mà các bác dùng thì nước nó sẽ ở đây nó sẽ hút lên và nó đẩy hơi nước ra. Khi mà các bác là nó rất là dễ là luôn. Đấy, là nó rất là dễ nhá. Và các bác là nó quần áo nó rất là mượt. Mà cái con này là cái ưu điểm của nó là khi mà các bác dùng các bác là các bác để đứng quần áo lên, các bác trèo quần áo lên là các bác vẫn là ngon lành cho em luôn. Đấy, không như những cái dòng khác các bác phải lấy bệ là thứ, các bác là rất tiện, rất là bất tiện, rất là vất vả. Thì con này đây, các bác cứ để đứng quần áo lên, các bác vuốt cho em này, các bác vuốt đi vuốt lại cho em. Đấy, vuốt được cho em. Đây đó, đây các bác có thể lắp cái con này vào thì nó có chế độ là vừa phun cả hơi nước luôn nhá. Nếu mà nó có hơi nước nó hỗ trợ thì khi bác là nó rất là nhanh. Máy thì cực kỳ chắc chắn, các bác nhìn cái dây đã thấy nó nói lên tất cả này. Dây cực kỳ to tát và xịn sò nhá. Đấy, từ cái dây cho đến cái thân máy nhá. Đấy, cho đến cái thân máy và cái vỏ hộp nhá. Nó làm rất là chuẩn chỉ, hoàn chỉnh và ngon lành xịn sò luôn. Đây em sẽ mở cho bác thực tế xem về cái video sản phẩm người ta sử dụng thực tế để các bác cùng cảm nhận nhá. Đây. Anh Long review khoa học bàn là hơi nước giúp em. Vợ em nó đòi mua. Bàn là hơi nước giá rẻ. Liệu nó có hiệu
cùng review với Long Hoàng. Ui trông nó chất lượng ạ, à, nó to đẹp, nặng tay cực kỳ, chất rất bền. Thấy không? 98 độ 3, 98 độ 3 luôn nhá. Chăm nghe không bằng một thờ, test với áo cốt tông. Ui rồi, là phát phẳng lì ngay này. Ui phẳng lì. Áo sơ mi chất liệu cốt tông là ngon. Ta chuyển ngay sang chế độ khó hơn là bằng áo thô. Ôi hiệu quả phết này. Ui vẻ mà xịn sò vãi, là phẳng lì. Tôi sử dụng túi ni lông để test trên chất liệu cực kỳ mỏng. Ôi thế này thì nó là được trên lụa ngon anh em ạ. Phẳng lì này, ngon. Cuối cùng tôi cũng tìm được một sản phẩm ưng ý. Tuyệt vời. Ông bảo vợ ông là nên mua nhá. Đánh giá từ Long Khoa Học, sản phẩm đáng tin, nên dùng, giá lại còn rẻ nữa. Bạn còn cần review sản phẩm gì nữa không? Comment ngay. Một chiếc bàn là hơi nước cầm tay rất tốt một năm về trước. Vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy, nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình, nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi, quần kaki, áo khoác, tất cả đều dùng ngon. Có một điểm trừ nhẹ là cái bình nước này hơi bé, chỉ 130ml thôi. Với một người tỉ mỉ như mình ý, thì nó chỉ dùng được cho 2 cái áo sơ mi, 2 cái quần hoặc là 1 cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước, các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ý, thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Một chiếc bàn là hơi nước. Đấy con nhá, đấy người dùng người ta đã review thực tế về cái con sản phẩm này. Nói chung là ngon, bổ, rẻ nhá, cực kỳ ngon và chất lượng. Con này thì nói qua bác là công suất của nó thì là 1500W nhá. Đấy 1500W luôn. Làm nóng cực nhanh. Đấy và là trên mọi chất liệu nhá. Lụa này, rồi là vải thô này, rồi là vải cốt tông, vải sơ, vải nọ vải kia. Nói chung là các loại vải nhá. Đấy là đa năng luôn. Và giá thì cực kỳ tốt của các bác nhá. Các bác lên mã cho là cái con bàn lá nước hồng này. Giá thì hiện tại bên em đang bán là 320.000 một con này và sẽ bao ship đến tận nhà luôn. Đấy, hàng này cực kỳ là xịn sò ngon lành nhá. Về đây các bác cứ cho nước vào đây cho em thôi. Cho nước vào và các bác bật lên các bác sử dụng nhá. Đấy, bàn là nước nhá. Nóng cực nhanh, công suất 1300W nhá. À 1500W và siêu tiện lợi xịn sò và máy thì cầm cực kỳ là nặng chắc chắn luôn nhá. Đây, nó rất đẹp luôn. Máy thì cực kỳ giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Đấy, giá chỉ có 320k thôi. Nếu mà các bác mua những cái đợt mà nó hot ấy thì cái con này dư khoảng tầm hơn 400.000 một con cơ. Nhưng mà đợt này thì nó giá nó tốt rồi nên là hàng thì các bác có thể dễ tiếp cận hơn các bác nhá. Giá 320k. Đấy thì các bác cứ lên mã cho là bàn là hơi nước, giá 320k bao ship mà công suất 1500W nhá. Đấy 1500W rất xịn sò và rất là ngon lành, gửi đến các bác không nhá. Xoay này. Đấy đèn xoay đã, đèn quay nhá, đèn quay. Các bác cứ lên mã cho em là cái mã đèn quay đi. Đấy dòng này thì về cho bác trang trí nhà cửa cái dịp Tết nhất Noel. Đó, rồi là có thể là bác nào mà đi công giáo thì trang trí hang đá cũng rất là đẹp luôn. Con này thì cái cơ chế hoạt động thì của nó thì khi mà bác cắm vào điện thì nó sẽ quay này. Đấy và cái ánh sáng nó sẽ quay tròn rất đẹp nhá. Tí nữa sẽ quay cho bác xem. À tí nữa em sẽ quay trực tiếp cái đây em đang cắm tiết này. Đấy thì đây. Tổng quan một cái bộ đèn nó nhá thì nó sẽ gồm có một cái thân đèn này. Đấy thì và một cái đuôi đèn như này. Và ở cái đuôi đèn này nó sẽ tích hợp cái công tắc này, tích hợp một cái công tắc nhá. Thì các bác bật tắt ở đây chưa? Đấy, bật tắt đây chưa? Rất là tiện dụng nhá. Nghĩa là dùng thì các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi. Rất là an toàn và tiết kiệm điện. Đó, rồi đấy. Khi bác cắm vào thì cái cơ chế động nó sẽ quay này, nó sẽ xoay. Đó và cái ánh sáng nó sẽ chuyển động. Đấy, những cái tia sáng sẽ chuyển động rất đẹp nhá. Nhìn nó rất là lung linh và huyền ảo. Đây. Mà giá thì cực tốt của các bác nhá. Đấy, đợt này bên em về số lượng nhiều, chạy số lượng nên là giá sẽ bao giá thị trường luôn. Các bác lên mã cho em là cái con đèn quay này. Con đèn quay này thì hiện tại bên em đang bán giá là chỉ có 60.000 một con thôi nhá. Đấy, 60.000 cho một cái con đèn quay này. Đấy, hàng thì cực kỳ là xịn sò ngon lành gửi các bác nhá. Đây, khi mà cắm vào thì nó sẽ quay này, các bác nhìn này. Đấy, nó sẽ cứ quay này này, quay này nhá. Đó đây này. Đấy, ánh sáng nó sẽ quay này, các bác nhìn này, rất ảo nhá. Đó, ánh sáng nó sẽ quay này. Và ánh sáng ở trong cái phòng các bác để phòng rộng ra nhưng nó vẫn chiếu thoải mái luôn nhá, nó chiếu cực kỳ xa luôn. Đấy, tia sáng nó chiếu rất xa luôn nhá. Đây nó sẽ cứ quay này thôi, quay này. Đấy gọi là đèn quay nhá. Các bác cứ lên mã cho em là cái con đèn quay. Giá là đi 60.000 một con. Đó, 60.000 một con đèn quay này. Dùng thì các bác bật lên. Đấy, không dùng bác tắt đi. Rất là tiện dụng nhá. Rất là ok luôn. Giá 60.000 một con, giá cực rẻ cực tốt luôn nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu. Các bác cứ lên mã cho em là cái hộp miếng dán ngải cứu này. Đó, miếng dán ngải cứu nhá. Cái miếng dán ngải cứu này thì tác dụng của nó thì các bác chữa đau cổ vai gáy, rồi các bác chỗ nào nói chung là chỗ nào đau đớn các bác dán vào xem. Đấy. Rất là nhiều bác hỏi là cái dòng này nó có nóng không thì em bao nóng luôn. Đấy, bác nào mà dán xong bát rồi các bác biết độ nóng nào, con này nó nóng hơn cả xong bát hai lần luôn nhá. Đấy, cực kỳ nóng luôn, không nóng không lấy tiền đâu nhá. Các bác cứ về dán cho em, cực kỳ nóng luôn mà tan cơn đau luôn.
Đấy, cực kỳ xịn sò nhá. Một cái hộp này của nó là đi 12 miếng này. Đấy, 12 miếng nhá, 12 miếng. 12 miếng. Giá thì hiện tại bên em đang bán một cái hộp rán ngải cứu 12 miếng này, giá là 30k một hộp nhá. 30k trên một hộp. Đó, giá chỉ có 30k một hộp thôi. Đây em sẽ bóc cho bác xem. Hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp như này luôn. Đấy, hàng nguyên hộp luôn nhá. Cực kỳ xịn sò ngon lành gửi các bác này. Đấy, vẫn còn nguyên trong túi này nhá, vẫn còn nguyên trong túi này. Thì về các bác bóc cho xem. Đó, các bác bóc ra. Đây. Ở đây nó có một cái mùi cao cao thơm thơm nhá, cao cao rồi tính kết hợp cái màu xanh ngải cứu này. Đấy. Thì đây về các bóc cái lớp màng ra cho em, bóc cái lớp này ra. Ở đây nó có cái lớp giấy để bảo vệ này. Đó thì các bác bóc ra, đây em hôm nay không có móng tay hơi khó bóc. Đây các bác bóc ra, đấy các bác bóc ra siêu dính luôn nhá, dính cực kỳ luôn. Đó các bác bóc ra, các bác dán vào những chỗ cổ vai gáy rồi chân tay người ngậm, chỗ nào mà lưng liếc các bác đau các bác dán cho em. Đấy, đánh tan cơn đau luôn, cực kỳ xịn sò nhá. Đấy, cực kỳ xịn sò và rất là nóng luôn nhá. Đấy, rất nóng luôn. Đó, thì một gói này của nó là sẽ là 12 miếng này. Đấy, và giá hiện tại bên em đang bán một cái hộp này 12 miếng này. Giá thì là 30.000 hộp nhá. Đó, 30k cho một cái hộp miếng rán ngải cứu này. Đấy, cực kỳ ngon, chất lượng các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô máy sấy tóc này. Đấy, máy sấy tóc của Nhật cũng nhá. Đấy, dòng này thì cực kỳ nó khỏe khoắn và ngon lành luôn. Công suất thì 3.500W nhá. Đấy, 3.500W nhá. À, máy thì qua chế độ gió và chế độ nóng. Đấy thì các bác dùng chế độ nào các bác sử dụng chế độ đấy. Các bác có thể là kết hợp hai chế độ cùng một lúc được. Đấy, chỉnh gió này, rồi là chỉnh chế độ nóng này, cấp độ nóng, rồi là cấp độ gió, gió mạnh, gió nhẹ, nóng nhiều, nóng ít. Đó thì các bác chỉnh ở đây cho em. Hai công tắc liền kề nhau các bác chỉnh rất là thuận tay luôn nhá. Đấy, máy thì thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn, nhựa ABS cao cấp này. Đây phần dây phích cắm này, cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Dòng máy này của nó là dòng máy mới tinh chưa qua sử dụng luôn nhá. Đấy, mới tinh chưa qua sử dụng. Đây. Electric Japan này công suất thì là 3.500W nhá, 3.500W. Máy chạy thì cực kỳ khỏe khoắn, gió cực khỏe luôn. Đó. Các bác lên mã cho em là máy sấy tóc. Còn máy sấy tóc này thì bữa trước bên em đang bán giá là 200k. Hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, giảm giá xả kho 200k, giảm còn 180k một con. Đó, và sẽ bao ship tận nhà nhá. 180k cho mỗi con máy sấy tóc như này và sẽ bao ship tận nhà. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Đấy, gửi đến quý cô bác chị nhà mình thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng thảm lau chân này. Đấy, dòng thảm lau chân nhá, siêu thấm hút nước của Nhật này. Đấy, con này thì dùng rất xịn sò luôn, bán rất nhiều. Đợt này thì nó về những cái mẫu mới, hình thù rất đẹp nhá, để chuẩn bị đón năm mới Tết Nhất. Đấy đây, hình thù rất đẹp luôn, hình đồng tiền đồng tiếc các thứ này, Tết Nhất đón Tết Nhất các thứ rất xịn sò nhá. Đó, ngon lành kinh đào luôn. Đây. Đó, rất đẹp nhá. Đây. Đó, đây, xịn sò đấy các bác ơi. Đó, con này thì phần kích thước của nó là đi 50x80 nhá. Đấy, 50x80, 50 chiều rộng và 80 là chiều dài. Đấy, cực kỳ to luôn. Đấy, 50x80 thì to dã man luôn nhá. Đấy, phần trên này thì trần bông nỉ này, thấm hút siêu thấm hút luôn nhá. Phần dưới này thì là trần một cái lớp cao su. Đấy, chống trơn trượt, nhưng mà nó trần kiểu dạng cao su nhưng mà nó có hoa văn nhá. Đấy, có hoa văn nên là nhìn rất đẹp luôn. Đấy, các bác có thể là dùng hai mặt luôn được. Nếu mà nhiều khi cần kíp các bác có thể dùng hai mặt cũng rất ok luôn. Đấy, mặt này nó chám một cái lớp cao su này, chống trơn trượt này, các bác để mặt kính, mặt đá hoa không bị trơn luôn nhá, cực kỳ ngon. Đó, rồi phần mặt này hình thù rất đẹp nhá, màu đỏ rất rực rỡ ngon này. Đó, các bác lên mã cho là cái con thảm lau chân Nhật siêu thấm hút nước nhá. Giá thì hiện tại anh em đang bán cái con này, giá đợt này thì cực tốt gửi các bác luôn. Giá chỉ có 60.000 một con thôi, kích thước là 50x80 nhá, 60.000 một cái con này, giá cực rẻ luôn. Đấy, thảm lau chân của Nhật nhá. Đấy, siêu thông hút. Đấy, một cái con đèn nấm rất hay, đèn ngủ nhá, đèn ngủ hay gọi là đèn nấm. Bây giờ các bác cứ lên mã cho đèn nấm đi cho nó dễ, vì nó nhầm sang cái mã đèn ngủ kia. Đấy, con đèn nấm thì em báo giá luôn. Đèn nấm này thì bên em đang bán giá là đi đèn nấm này. Giá một cái con này chỉ có 30k thôi các bác nhá. 30.000 cho con đèn nấm này. Đó, thì giờ em sẽ đi vào test thực tế cho bác nhá. Dòng này của nó là dòng đèn ngủ. Nói chuẩn của nó thì là dòng đèn ngủ. Đây, ở đây nó có những người hình lá cây này. Đấy, hình cây nấm này rất đẹp này. Đấy, về thì bác cắm điện trực tiếp 220 cho em. Ở đây thì sẽ có một cái phần cảm biến nhá. Đấy thì ban ngày nó sẽ tắt và buổi tối nó sẽ tự động sáng lên. Đấy, đúng như cái đèn ngủ các bác cũng ở nhà cũng hay dùng ấy, rất là xinh. Đấy, nhìn nó rất là đáng yêu nhá. Đấy, các bác cắm vào phòng ngủ thứ rất là xịn sò, rất là hay. Giá là chỉ cực rẻ luôn, giá chỉ có 30.000 cho một con này thôi. Giờ sẽ cắm test cho bác xem. Đây các bác, đấy về thì các bác cắm trực tiếp điện 220 này. Các bác cắm vào này. Đấy, các bác cắm vào. Các bác đợi chút này, đấy khi mà tối đến thì nó sẽ em che ngay phần cảm biến này vào này. Đấy, tối đến thì nó sẽ sáng lên như này các bác nhá. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ sáng lên như này, rất là hay. Đó, và khi mà ban ngày thì nó sẽ tự động nó tắt đi, rất là thông minh nhá, cực kỳ là xịn sò. Đó, nói chung là ánh sáng vừa đủ, không
nó không bị sáng quá nhá. Đấy, không bị sáng quá, nói chung các bác dùng con này là dùng đèn ngủ cũng rất ok. Mà giá thành thì của nó thì quá là rẻ luôn, giá chỉ có 30.000 một con thôi. Lô keo dính đa năng. Đó, bên em về tiếp tục cái dòng lô keo dính đa năng này. Đấy, dòng lô keo dính đa năng cực kỳ xịn sò. Một típ này của nó là 60g nhá. Đấy các bác, dính mọi chất liệu luôn. Đấy, dính sắt, gỗ, ghiếc các kiểu, kính kiếc, đá hoa, rồi là kim cương vàng bạc, các bác dính các kiểu luôn nhá. Đấy, một típ 60g, hàng vẫn nguyên siêu này. Về thì bác khui ra các bác dính thôi. Đấy, dính rất là ngon nhá. Đấy, dòng keo dính đa năng cực kỳ xịn sò của Nhật của nhá, cực kỳ ngon. Nó hàng gửi tay bác là nguyên hộp này. Nói chung là một cái típ 60g này thì các bác dùng thì tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng dính được rất là nhiều việc, dùng dính rất là nhiều thứ nhá. Đây em sẽ mở cho bác xem một video mô tả về cái dòng sản phẩm này. Đây nha các ơi, đây này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomonel công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đấy là về cái dòng sản phẩm keo dính đa năng bên em đang phân phối này, cực kỳ xịn sò, ngon chất lượng. Đó, mà giá cực kỳ bình dân luôn. Đó, các bác lên mã cho em cái keo dính đa năng. Đó, keo dính đa năng bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá một cái típ 60g như này, bên em bán giá là chỉ có 50k cho một típ thôi. Đấy, 50k cho một cái típ keo dính đa năng thôi nhá. Đấy thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm keo dính đa năng. Giá đang phân phối đến tay các bác là 50.000 cho một sản phẩm các nhá. Và tiếp theo thì em lên luôn mã là cái dòng bộ ví M1 này. Đấy, bộ ví M1 của Nhật nhá. Đấy, con này thì nó gọi là đa di năng, các kiểu các loại luôn, bấm móng tay này, rồi là có những cái ví dụ như là kìm cắt lấy da chết này, rồi là nặn mụn này, nó lấy dai tai các kiểu luôn nhá. Đây. Đấy, full combo một cái bộ sản phẩm như này. Đó, một cái bộ sản phẩm bộ móng tay M1 nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò và chất lượng, hình hoa văn rất đẹp nhá. Made in Japan. Đó, định trong một cái ví da rất đẹp nha. Đấy, bộ ví da M1 nhá. Đấy, bộ ví da M1. Đấy, cực kỳ là nhiều. Các có thể là mua về làm quà. Đó, rồi mua về gia đình nhà mình dùng. Phụ chị em phụ nữ này, rồi là trẻ con, người già, người lớn, đàn ông dùng hết luôn nhá. Đó, đa di năng, bấm móng tay, nặn mụn, rồi là lấy da tai, zip giếc các kiểu luôn nhá. Đó, kìm cắt lấy da chết. Đó thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là cái bộ M1 nhá. Đấy, bộ M1. Cái bộ M1 này thì bên em đang bán đợt này giá cực tốt luôn, 100k cho một sản phẩm này. Và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, M1 100k bao ship tận nhà. Đó, hàng này cực kỳ là xịn sò và ngon lành các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên bác là cái dòng bình xịt nhớt này. Đấy, bình xịt nhớt này, con này thì chuyên bác mua về xịt dầu xịt nhớt này. Các bác đong nước đong dầu đây chưa? Đấy, đong nhớt đong dầu đây. Đấy, và về các bác xịt, các bác nào dùng cơ khí sửa chữa máy móc rồi dùng máy may các thứ ra. Đấy, mua về xịt rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện. Ngoài ra thì cái phần này các bác có thể nó bóp này. Đấy, bẻ cong đi. Đấy, bẻ cong đi. Bẻ cong đi nhá các bác nhá. Đấy, các bác bẻ cong đi, các bác phịt những vị trí khó rất là tiện luôn. Đấy, rất là ngon lành nhá. Rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Các bác lên mã cho dòng sản phẩm là bình xịt nhớt. Con bình xịt nhớt này bên em đang bán giá là chỉ có 50k cho con này thôi. Đấy, 50.000 cho chiếc bình xịt nhớt các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng bẫy chuột thông minh. Đấy, bẫy chuột thông minh này. Đó, cực kỳ ngon. Con này thì rất là dễ dùng. Chất liệu của nó là như ABS cao cấp nhá, rất là cứng cáp, dày dẫn, lò xo thì cực kỳ là căng tay. Các bác lấy tay bóp cho em cái này. Đấy, bóp cái vào lấy luôn nhá. Đấy, chạm nhẹ em cái này, dính luôn các bác nhá. Đấy, dính luôn. Cực kỳ là nhạy luôn nhá, cực kỳ nhạy này. Đấy, đập cái dính luôn này. Bóp cái này vào bẫy này, đấy các bác để như này. Các bác để những cái chỗ mà vị trí chuột trước nó hay chạy, đầu hàng chuột rất là ok nhá. Đập cái chạy luôn nhá. Đấy, giá thì đang bán là 20.000 cho một chiếc bẫy chuột thông minh luôn nhá. Đấy, 20k cho một chiếc bẫy chuột thông minh. Các bác có thể là gậy này, các bác lấy tay giữ, các bác bỏ mồi đi cho. Đấy, bỏ mồi vào là chuột vào cái là dính luôn. Đó, 20.000 một chiếc các bác nhá.